Hôm qua ông đánh ở Bát Hà. Đâu, có đánh ngay bên Fulu. Hôm nay đánh Fulu, tôi đánh ở bên Viên An. Viên An à? Viên An đánh ngoài. Thì hôm qua anh em vẫn đánh ở chỗ thành phố Hoa này gặp chết. Tôi vẫn nhảy sang cho bỏ nha. Không cần đấu chi ra nhiều đâu, đấu chim chi chán thì không nhảy sang ức thằng xóm đấm trong bên cạnh được. Ô nhiều kiểu là thế đấy. Lại ức thằng này nếu đánh được không, nhìn nó ngang sức mình, thế thằng bé hơn quay sang vả phát xong xoài luôn. Cái này cái kiểu rất cổ ấy nhỉ. Rất là cái tập phong đấy. Đấy cứ búng cánh cứ rươi cổ xuống. Chết rồi. Đâu rồi? Cái đồng chim nó phải nhảy xuống mà nó chưa tập được luôn. Đây, cắn với nhau được một hai cái nó mới tức. Nó mà diệt nhau được một cái nó bay lên, nó quách kêu âm ỉ lên rồi nó phi. Sao nó lại xuống? Đừng nghe lóc lồng rồi, cúi rồi, lại lên. Đừng lóc lồng. Ôi, hai con kia bỏ đi rồi. Mày chỉ được loạn. Nó đi nó rong. Đấu mít này không đi đâu, con này không mà đi. Chim khác bay đến nó bay, nó không mà đi.